Quỳnh ơi, bé ơi ra đây nhầm xách lên mẹ với này. Không cần phải đầy quá đâu Quỳnh ạ. Mẹ đang bỏ thử xem có đẹp không cho. Rồi con đậy cái nắp lại xem. Ok. Không, mỗi ngăn một loại kẹo. Đúng rồi. Rồi, đậy nắp lại đi bé. Nắp đâu? Cây. Ôi, cái thằng em to như thế này làm sao mà bỏ vừa được cho. Bỏ mới cãi thôi mẹ. Mà không đậy được nắp rồi. Đậy được nắp thì phải bỏ ra dễ thôi. Biết thế mẹ phải mua cái khác rồi. Ủa, cái gì bông hoa này? Này phải bỏ ra thôi. Bông hoa. Xem còn có gì nữa nào. Đúng. Giống còn có thạch giống như đứa. Ngồi đây bóc thì nghe. Bóc cái kẹo xoài đây bỏ vào đi. Mẹ đi lấy hạt. Đang còn mấy loại hạt nữa. Còn cái cắn à? Ừ. Bỏ tay con xé đi. Sao không?
Hơi gói rồi. Ây ghê. Rồi ba đó. Đây, đây, đây. Nào, rồi con mở ra đó. Mở ra đó. Con có mở được không? Ok. Rồi cái hàng mình bỏ đây. Con cho bé này, để cả mình. Đây là ngắn dương này. Bỏ vô cái. Mẹ bỏ vô con nào. Rồi. Một đầy, một tí một cái hết luôn này. Ừ, đi có chú nịt. Ừ, con cái đi. Cái này, con cái đi. Ừ. Đây này, cho ba này. Ngắn dương, phải bóc vỏ chứ ca. Con phải bóc vỏ. Rồi thôi. Con một cái mẹ ơi. Này cái này phải bóc vỏ mà ca cứ bỏ vào mồm rồi. Đây là bóc vỏ nha. Đi. Mẹ bóc vỏ nha. Rồi con để cái vỏ đâu mẹ? Cứ để ra vô cái túi bóng đó. Rồi đưa cái túi hạt giấy cười cho mẹ. Hạt giấy. À đây đây. Nó con bỏ ra nha. Không. Vỏ bỏ ra ngoài á. Ok. Cao hôm nay theo hồ ăn này. Bật tay. Đẹp nha, kiểu đẹp nha. Này, Quỳnh này, nhìn này. Đây nha, mở hộp đầu tiên này. Đấy, và ừ. Đấy, xoài này. Kèo vương này. Ừ. Thẳng nước dương này. Mở ăn ra, mở ăn ra. Đấy, đẹp chưa, đến mẹ cũng kêu xem nào. Đi mẹ xem nào. Mở ăn luôn đi nha. Trời ơi, đẹp quá. Đẹp cái kẹo này nhìn đẹp này Quỳnh này. Đừng mở ăn luôn. Ừ. Quỳnh này thấy đẹp không? Có, đẹp. Đây, đây là biết Quỳnh này đây con biết là gì không? Mực. Ừ, đây là mực khô đấy. Người ta câu ở ngoài biển đó, xong rồi phơi khô lên. Cái này á, mày phải nướng lên. Nướng lên rồi. Ăn lên một cái. Ừ, xong rồi xé sợi nhỏ đó. Bố cho ăn ngon lắm. Wow. Ừ, cái này là mẹ mua để cho bố tiếp. Cái khách này. Hay là đến chiều nay thì là mẹ lấy một con ra mẹ nướng nha. Để con mình ăn nhé. Thấy thế nào nhá. Con có ăn chưa nhỉ? Yeah. Ngon mà. Mẹ chứ con ăn rồi mà con quên à? Yeah. Ông nướng nhiều mấy lần ăn bây giờ để bán lần chưa? Này nước ngọt nữa này. Nước cam. Ừ, đó. Quỳnh ra lấy cho mẹ cốc của con này, cốc của em, cốc của Kaka này. Đây. Ừ, con đẩy nắp lại cho mẹ nhá. Ừ, để mẹ đi lấy cốc là mấy người uống nước ngọt xong uống ngọt không? Đấy đó. Có Quỳnh này. Cà phê. Đây. Okay. Từ từ ca đợi tí. Con nè. Dùng bé. Uống đi, con uống đi. Uống rồi xong rồi nhận xét xem là có ngon, có ngọt không? Vị như thế nào? Ngon. Ừ, con uống không đổ này. Sao? Mẹ rót nữa nha. À. Ừ. Con thấy vị dừa ngon. Thật không? Thật là vị dừa không? À, có vị dừa. Ờ đúng rồi. Đây là vị dừa này. Cái gì là nhất gì ạ? Vị dừa đấy. Ừ. Cái gì gọi là thạch dừa. Đây này. Vị dừa. Vải thạch dừa. À, nước vải thạch dừa. Ừ. Vải thạch dừa. Ừ.